À, đây là tà đùng, ở trong là cúp điện, ở ngoài là có điện năng lượng. Xúm nhau ngồi qua đây lặt rau. Chuẩn bị cho đoàn thầy Khuyến ngày mai lên tới đây. Thầy Khuyến, thầy Việt là tổng cộng là gần 70 người. Sáng nay cho ăn cháo, cháo rau. Là cái rau này rau gì vậy? Cái này là đột bí thì ơi. À đột bí hả? Ủa ăn cháo gì mà có đột bí đó? Cháo đột bí. Đi sao? Cháo rau. Bây giờ thì nghe tiếng con. Rồi ngày mai là mình phải tiếp đón đoàn rồi nha. Chờ... ai đi xuống núi làm thì làm, ai ở nhà tiếp đoàn thì tiếp. Con ngày mai con làm hướng dẫn viên đoàn đi Bến Thiền với lại hôm thay chú Đông. Vậy thấy không, cái ngôi nhà sàn mà không có điện, ở ngoài có máy bóng điện năng lượng. Đó, xa xa nhìn thấy sư phụ đứng à. Rồi nãy anh nào làm hơi làm đi. Hả? Đọc đi, đọc đi. Nãy làm mấy câu rồi? Chú để suy nghĩ ra. Ủa nãy đọc được mà giờ xin nghỉ. Phải làm cho nó trọn vẹn vậy thôi, khi mà lên hình phải hay. Đọc lại đi. Anh em đừng có đặt tay, đặt lại cái đặt tới sát rồi luôn nãy không? À, ta đùng đêm khuya ngồi lặt rau rồi sao nữa. Lặt qua lặt lại không còn cộng nào. Không mà chơi chơi nãy đẹp, đêm giờ đẹp đúng, ban đêm giờ đẹp đúng không, mặt mày dọ làng nhái chuỗi rồi tuyệt vời, như tạt đổ mấy người lên đây tham quan. Ông mình có này là có cái lan la ho nó bồ đi. Ủa thầy ngày mai thầy tính nấu một nồi cháo lớn luôn à? Một nồi cháo lớn. Đãi 70 người luôn. Ừ. Mà 70 người lên hết thì thôi. Một đủ. Thì hai đoàn mà đoàn thầy Khuyến với lại đoàn thầy Diệp mà. Hôm bữa 150 như. 150 luôn. Ăn cơm hộp luôn. Bữa là ăn cơm hộp nhưng mà bữa người ta tới buổi trưa. Bây giờ là người ta tới buổi sáng. 10 giờ bắt đầu xuất phát nè. Ngày mai đón khách phương xa. Thầy trò xúm lại lặt rau. Rồi thôi. Thôi lặt rồi. Không lặt rồi, lặt rồi. Tới đi xa quá. Đi xa quá. Lặt rồi rồi. Đã nghe câu đầu được. Đi xa quá, đi xa quá. Nhúng câu thứ hai vô một cái là lạc hết rồi. Thì thầy trò hồi nãy xúm dậy lặt rau đúng không? Rồi tiếp tục nữa. Lắc mày thấy. Rồi, từ từ mình là cái khẩu thành thơ mà. Thế mà mình nói tính trước. Nói đọc lại từ đầu nha. Bị thầy Hoàng chu dập thơ quá. Thầy chờ xúm lại à, đặt ra tiếp đàn rồi đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Ngoài. Thực tế đúng không? Tiếp tục. Để một tuổi màu trắng ha. Tết kìa. Thôi thầy làm không mất hứng rồi thôi. À, ông suy nghĩ kìa, ông suy nghĩ ông chuẩn bị làm thơ kìa, chứ không phải giỡn đâu. Không đó. Dạ đừng có cố bả. Bả không được thôi, đừng có bả, cố bả. Bả nó trả không được. Mày lấy không vậy? Thôi đừng là bỏ tủ lạnh nó thôi á. Nhưng mà không trẻ không già nó vừa đó. Thôi xin đồ ăn đi thầy ơi. Cứ lên đây cho con ăn đồ hủ hoài luôn á. Nhưng mà buổi trưa ngày mai thầy tiếp khách bằng gì? Đồ gì? Món nào? Thì đợt trước đặt cái cho cái đám bây giờ vẫn còn á, để ăn bình thường hả, không sao cả. À đừng có tàu hủ nữa nha. Tàu hủ cứ làm xào xả rồi tàu hủ chiên rồi tàu hủ tàu hủ cái gì cũng tàu hủ hết á, ở chùa ăn tàu hủ quá trời rồi. Lên đây thầy cho con mắm quẹt chấm rau luộc là được rồi, không cần ăn cái gì sơn hào hải vị gì đâu, quẹt quẹt là chấm là được rồi.
đâu mỏ nắp trứng của à. Hồi nãy giờ rồi hơn sao rồi? Nãy giờ ai làm gia công nào là đâu? Rồi. Trời ơi, nãy giờ 5 phút rồi đó. Rồi, lặt rau xuất khẩu là thành thơ đi. Dạ. Sao rồi, thầy Hưởng nè. Thầy Hưởng nè. Thầy giấu bài hoài à. Thơ thầy một đống. Đó, nãy giờ con 5 phút con ra bài thơ rồi nè. À giờ đọc cho quý vị nghe nè nha, đọc cho mấy chú nghe nha. Tà đùng đón khách phương xa, hai đòn chung chiến sáu ba con người. An Sơn Bình Phước tươi cười, nhìn thầy vẫn nở nụ cười an nhiên. À, thấy không, có bốn câu rồi đó. Sao là An Sơn Bình Phước? Thì bây giờ Bình Phước là thầy Việt đó. Bây giờ mình hồi nãy con chưa có biết tên chùa Tâm Pháp. Tâm Pháp hả? Thôi giờ làm hơ rồi, không có đổi tên Tâm Pháp nữa. Chỉ biết là Bình Phước là bên thầy Việt á, bên là Bùi Gia Mập phải không? Thầy Việt có bên Bùi Gia Mập hay sao đó. Đó, rồi ai rồi, rồi hơ đâu? À, đây mới vui nè, ở trong nhà là cúp điện. Không có điện, ở ngoài là có điện năng lượng. Rồi ngồi ở đây lặt rau nè. Cái này là đọc bí hả? Đọc su. Đọc gì thầy? Đọc su. Ủa đọc su hả? Đọc su ăn được luôn hả? Đọc bí. Đặc sản tà đùng. Rồi đặc sản tà đùng là đọc su nha quý vị. Đọc su á, chứ không phải là đọc bí đâu. Đọc su đặc sản tà đùng. Đọt su cũng đặc sản tà đùng luôn. Đặc sản tà đùng là gì biết không thầy? Măng măng chay á. Măng dân tộc mua chưa ra. Đặc sản tà đùng là măng đó. Chơi nghe đâu nghe thì măng ăn quá trời luôn. Bây giờ thì thịt măng. Rồi vậy là coi như là không có bài thơ nào hết phải không? Tà đùng cũng cảnh hữu tình. Rồi tiếp vậy tà đồng gì mến khách đọc lại từ từ thầy nói đang trong tầm suy nghĩ mà đúng không đọc thoải mái đọc lại nó nhai luôn cái chú nãy mới đâu có câu gì đó không tà đồng tà đùng khung cảnh hữu tình đúng không tà đùng phong cảnh hữu tình rồi cũng hay rồi tiếp con người mến khách dễ thương vô cùng đó. Ủa nó lạc rồi lạc nữa hả nó lạc quần rồi nó lạc quần rồi mình phải vô cùng là vần ung vần ung giờ này đứa con cũng tập đi con khỏi lạc ra con học con xin nghiệm được một bài thơ cho thầy uy tín luôn ok luôn con làm thơ cho thầy đứa con tập cái gì đi rồi đó thôi cho suy nghĩ 5 phút tiếp theo hả được chưa thầy Hưởng nè thầy Hưởng có một bài hơi thầy Hưởng giấu hơn tuần nay nè giờ nè xuất hiện đi trên màn ảnh nè cứ thấy thì thầy ơi mấy nay là thầy đầy lên mạng nhiều lắm rồi đó thầy là công đức phước báo dữ lắm á nấu ăn của sư phụ rồi xong tiếp đòn nè ông mấy anh công quả nay đi chuyến này là nhớ đời luôn đó nha niệm đẹp trong đời thì lên đây có tu tập rồi có làm công việc có làm phước rồi có tích phước nữa rồi làm việc cho ở mảnh đất này là khai phá dòng suối rồi gần cây rồi công đức phước báo nhiều lắm là chỉ thấy sư phụ ăn cơm trên chai đường thôi chứ không giờ mà nói chuyện u cái này mới được chán đi xong có bỏ được cái đường bên sư phụ đeo khẩu trang nữa đất đây đường gặp rồi thôi không ai làm hơi thôi con nghỉ ăn rồi sư phụ về phòng rồi đâu có rồi đây chuẩn bị đi học bài.